Thưa quý vị, lái xe taxi là một nghề có nhiều rủi ro. Ngoài việc có thể bị cướp khi đang chở khách hay nguy cơ gặp tai nạn giao thông, thì lái xe taxi còn có tỷ lệ mắc các bệnh về tâm thần và cột sống cao do áp lực công việc. Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều tài xế taxi gặp các vấn đề tâm thần phổ biến như mất ngủ, đau đầu hoặc trầm cảm do căng thẳng công việc. Ngoài ra, tài xế lái xe nhiều trong thời gian dài làm cho cơ khoang bụng yếu, căng cơ hông và cơ mông, máu không lưu thông tốt, xương yếu dẫn đến những cơn đau lưng lặp đi lặp lại. Tình trạng này còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng hơn như phá hủy tế bào tim, ruột kết và tuyến tụy. Trên thực tế, người điều khiển ô tô, đặc biệt tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đòi hỏi phải tập trung cao độ cả bộ não cũng như các cơ quan khác thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng. Do vậy, sau vài tiếng đồng hồ, cơ thể cần phải được nghỉ ngơi, tái lập lại năng lượng. Gần 500 tài xế taxi tại Hà Nội bị thu hồi phù hiệu một tháng vì vi phạm quy định không lái xe quá 4 giờ liên tiếp. Điều này khiến nhiều tài xế vô cùng bức xúc, và trong khi thực tế điểm đỗ xe tại Hà Nội dành cho taxi thì còn quá ít, thì quy định trên khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được mà dừng cũng chẳng xong. Quay một vài hình ảnh của bác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, mục đích của quy định trên là nhằm đảm bảo sức khỏe của người lái, từ đó nâng cao yếu tố an toàn. Tuy nhiên, theo nhiều hãng taxi và chính các tài xế, quy định nghỉ đủ 15 phút trong 4 tiếng này chỉ phù hợp với tài xế lái xe tải, xe khách cố định đường dài và hoàn toàn không hợp lý với taxi. Mình là người phục vụ ở trong thành phố, di chuyển rất là đoạn ngắn. Thế bây giờ đang đi như thế này được 2 tiếng rồi, chẳng hạn, hoặc 3 tiếng rồi mà đường nó kẹt. Có những lúc mà kẹt đường đến 3 tiếng đồng hồ, ở trên xe cứ phải nổ máy thì nó rất là bất hợp lý ở cái chỗ đấy. Đến khi 4 tiếng thì người ta quá 4 tiếng người ta không thể dừng vào đâu được. Thiết bị giám sát hành trình của chúng ta bây giờ đang mặc định là hợp chuẩn, quy định là phải là 15 phút trở lên. Thì nếu anh nghỉ dưới 15-16 phút đó thì cũng không được công nhận là anh đã nghỉ. Nhưng mà cái tính chất của lái xe taxi, mà nhất là Hà Nội, thì người ta có thể nghỉ rất nhiều lần trong ngày. Và mặc nhiên rằng nghỉ nhiều lần như thế thì cũng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Thế nhưng mà đây là một cái mà nó đang bất hợp lý. Không đủ ấy. Sự bất hợp lý đó khiến nhiều tài xế và hãng xe vô cùng bức xúc khi bị xử phạt. Và sự bức xúc ấy là hoàn toàn có căn cứ, nhất là khi hiện các điểm đỗ xe cho taxi tại Hà Nội vô cùng hiếm. Đấy, quy định nghỉ 15 phút nhưng mà phải có điểm để chúng tôi nghỉ. Chúng tôi không có điểm nghỉ thì hỏi chúng tôi nghỉ kiểu gì. Ví dụ đây, trước đây đây là điểm đỗ taxi nhưng mà bây giờ là độ điểm đỗ xe thu phí cho nên chúng tôi không được đỗ ở đây. Thì thực sự là bất cập. Bởi lẽ Hà Nội là nó không có điểm đỗ nhiều, gần như không có điểm đỗ cho lái xe taxi. Thế khi mà xe taxi thì cái đặc thù taxi thì 50% là xe rộng. Thế tức là nói cách khác là chạy 100 km thì chỉ có 50 km có khách thôi. Nếu chạy được khách thường từ 3 tiếng rưỡi chẳng hạn, thì với một người khách chạy sang cầu, nửa cầu thì lại bị hết 4 giờ, thì lúc là làm khó lái xe lắm. Đỗ thì Bộ Giao thông phạt, không đỗ thì Tổng cục Đường bộ phạt. Cái đấy là cái bất cập. Các tài xế taxi tại Hà Nội đang gặp phải tình cảnh đi cũng phạt, dừng cũng không thoát. Và khi chịu phạt, có nghĩa là một tháng trời, cuộc sống của gần 500 gia đình bị ảnh hưởng, việc kinh doanh của hãng cũng chịu tổn thất. Nếu mà tôi dừng đỗ tại trên đường cao tốc ấy, thì sẽ bị công an xử phạt tại chỗ. Còn nếu mà tôi đi tiếp thì về công ty sẽ có hình thức xử lý chúng tôi. Tôi đi cũng chả được mà nghỉ cũng chả xong. Nếu mà bị công ty tước phù hiệu xe thì tôi sẽ phải nghỉ một tháng. Mà nghỉ một tháng đấy thì tôi không có lương, không có tiền nuôi vợ con. Bộ Giao thông có giải thích rằng phạt như thế là để bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ sức khỏe gì mà lại tước phù hiệu của nó nghỉ một tháng? Thế tức là chưa thấy bảo vệ ở đâu mà đã thấy mất ăn, vợ con mất ăn. Và hơn nữa, cái taxi ở Hà Nội 80% là người lao động ngoài tỉnh, lên Hà Nội phải thuê nhà, thuê cửa. Chính vì còn nhiều bất cập như vậy nên Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội đã có kiến nghị nên lùi lại thời hạn xử phạt với đối tượng lái xe taxi vi phạm quy định quá 4 tiếng. Về lâu dài, cần phải tìm giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tăng tính an toàn và hợp lý với thực tế cuộc sống.